Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Trong một thế giới với biết bao nhiêu điều bí ẩn đã thôi thúc sự tò mò của con người, chúng ta luôn luôn hiếu kỳ về những điều mới lạ, luôn đặt ra những câu hỏi tại sao và miệt mài đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc đó. Và chính nhờ bản năng tò mò tự nhiên này, cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và thú vị hơn. Chúng ta luôn tò mò về tương lai của chính mình và đặc biệt là vận mệnh của hành tinh chúng ta. Và để lấp đầy sự tò mò đó, chúng ta hãy cùng khám phá xem điều gì sẽ xảy ra với trái đất trong 14 tỷ năm sẽ như thế nào nhé. Tuy câu hỏi này nghe có vẻ như là viễn tưởng, nhưng được các nhà khoa học khẳng định là có thể xảy ra. Tương lai của trái đất về mặt sinh học và địa chất có thể được ngoại suy bằng cách ước lượng những tác động trong dài hạn của một số yếu tố, bao gồm thành phần hóa học của bề mặt trái đất, tốc độ nguội đi ở bên trong của nó, những tương tác trọng lực với các vật thể khác trong hệ mặt trời và độ sáng ngày càng tăng của mặt trời. Có một nhân tố bất định trong phép ngoại suy này, đó là những công nghệ mà loài người phát minh ra, chẳng hạn như kỹ thuật khí hậu, ảnh hưởng liên tục của chúng có khả năng dẫn đến những thay đổi lớn tới trái đất. Công nghệ là nguyên nhân gây ra sự kiện tuyệt chủng Holocene đang diễn ra, và những tác động của nó có thể kéo dài tới 5 triệu năm, từ đó, công nghệ có khả năng sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người để hành tinh quay trở lại nhịp độ tiến hóa chậm hơn chỉ nhờ vào những quá trình tự nhiên diễn ra một cách lâu dài. Cứ mỗi vài trăm triệu năm, sẽ xảy ra các sự kiện vũ trụ ngẫu nhiên có khả năng đe dọa tới sinh quyển của trái đất trên quy mô toàn cầu và thậm chí gây tuyệt chủng hàng loạt. Viễn cảnh về tương lai xa của trái đất trong 14 tỷ năm. Trong 10.000 năm nữa, giải băng ở phía đông nam cực sẽ tan hết, khiến mực nước biển dâng lên từ 3 đến 4 mét, nhiều khả năng là đến lúc đó, 95% con người đã diệt vong. Theo tính toán của một số nhà khoa học, thời gian 15.000 năm nữa đủ để sa mạc Sahara thành một vùng có khí hậu nhiệt đới. Khu vực rộng 2.600 km2 quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine và Belarus sẽ trở thành một vùng đất an toàn cho con người sinh sống trong 20.000 năm nữa. Sau 50.000 năm nữa là thời điểm thác Niagara sẽ xói mòn, và chỉ còn cách hồ Erie 32 km, đây cũng là lúc thời kỳ gian băng sẽ chấm dứt, tức là thời kỳ mà nhiệt độ trái đất ấm dần lên, trước khi lại tiếp tục lạnh đi vào kỳ băng hà tiếp theo, và sau đó trái đất quay trở lại kỳ băng hà. Trong 100.000 năm nữa, ngôi sao khổng lồ Veikkanis Majoris có thể sẽ phát nổ trong một vụ nổ siêu tân tinh, và tác động không nhỏ đến các ngôi sao trong dải ngân hà. Trong khi đó, trái đất có thể sẽ chứng kiến một đợt phun trào của siêu núi lửa với 400 km khối nham thạch trong 200.000 năm nữa. Do chuyển động riêng hoặc chuyển động dài kỳ của các vật thể trong không gian mà những chòm sao như Bắc Đẩu, Lạc Hộ và Anh Tiên sẽ không còn tồn tại, 250.000 ngọn núi lửa trẻ chìm sâu dưới đại dương, trong khi chuỗi núi lửa ở Hawaii sẽ nổi lên bề mặt Thái Bình Dương và trở thành một hòn đảo mới. Ngôi sao WGR-104 sẽ phát nổ trong một vụ nổ siêu tân tinh trong 300.000 năm nữa. Nó sẽ tạo ra những tia gamma có thể đe dọa sự sống trên trái đất nếu các cực của nó nằm ở vị trí 12 độ hoặc thấp hơn so với trái đất. 500.000 năm nữa, một hành tinh nhỏ có đường kính 1 km sẽ lao vào trái đất và không thể ngăn chặn được. Trong vòng 1 triệu năm nữa, trái đất có thể trải qua đợt phun trào nữa của một siêu núi lửa với 3.200 km khối nham thạch. Sự kiện sánh ngang với đợt phun trào Toba cách đây 75.000 năm. Ngoài ra, ngôi sao khổng lồ Betelgeuse cũng phát nổ trong một vụ nổ siêu tân tinh mà người ta có thể quan sát vào ban ngày. Tuy nhiên, những công trình đồ sộ như kim tự tháp Giza hay những tác phẩm điêu khắc ở núi Rushmore có thể vẫn còn tồn tại, trong khi mọi thứ khác đều biến mất, thậm chí cả những mặt trăng của sao Thiên Vương như Desdemona và Cressida. Ước tính 2 triệu năm nữa là thời điểm để những dạng san hô bị con người phá hủy dưới lòng đại dương phục hồi. Thung lũng ở đới tách giãn Đông Phi sẽ bị nhấn chìm bởi biển đỏ tạo thành một vùng biển mới chia tách lục địa châu Phi và vùng sừng châu Phi, thành mảng Nubia và mảng Somali trong 10 triệu năm nữa. Ước tính đây cũng là thời gian để sự đa dạng sinh học hồi phục sau cuộc đại tuyệt chủng Holocene, nếu nó xảy ra và có mức độ tương đương với 5 cuộc đại tuyệt chủng trước. 100 triệu năm nữa là thời điểm vòng đời của vành đai sao thổ kết thúc, trái đất có thể sẽ bị một tiểu hành tinh nhỏ va vào với kích cỡ tương đương với thiên thạch gây nên cuộc tuyệt chủng kỳ phấn trắng cổ cận 66 triệu năm trước.
cả các lục địa trên trái đất sẽ hợp thành một siêu lục địa trong 250 triệu năm nữa. Sau khoảng 600 triệu năm nữa, độ sáng của mặt trời sẽ ngày càng tăng lên, làm gia tăng lượng phóng xạ mặt trời ảnh hưởng tới trái đất. Điều này đẩy nhanh tốc độ phong hóa của các khoáng vật silicat, làm giảm hàm lượng carbon dioxide trong khí quyển. Hàm lượng CO2 sẽ là không đủ để các thực vật C3 tiếp tục quang hợp. Mặc dù một số các thực vật khác sử dụng phương pháp cố định carbon C4 vẫn có thể quang hợp với hàm lượng CO2 thấp tới 10 phần triệu, trong dài hạn toàn bộ thực vật vẫn sẽ không thể sống sót. Sự tuyệt chủng của thực vật, thành phần chủ chốt trong chuỗi thức ăn trên trái đất, cũng sẽ làm cho hầu hết các loài động vật diệt vong. Trong vòng 800 triệu năm nữa, khí CO2 giảm xuống mức mà quá trình quang hợp C4 không thể xảy ra. Không có thực vật tạo ra oxy trong không khí, tầng ozone không còn nữa, khiến tia UV có thể chiếu đến bề mặt trái đất. Vào thời điểm này, các dạng sống đa bào đều đã chết hết. Dạng sống duy nhất trên trái đất lúc này là các vi khuẩn đơn bào. 1 tỷ năm nữa, ánh sáng mặt trời tăng lên 10% khiến nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất ở khoảng 47 độ C. Khí nhà kính tăng cao làm nước ở các đại dương đều bay hơi, đất đá trở nên cứng lại, hoạt động địa chất của các mảng kiến tạo chậm dần và dừng hẳn. Sự sống chỉ có thể tồn tại ở một vài khu vực nhỏ. 2 tỷ năm là thời điểm lõi ngoài của trái đất đóng băng lại, từ trường dừng hoạt động, nhiệt độ tăng cao, thậm chí ở các cực, nhiệt độ có thể lên tới 149 độ C. Vào thời điểm này, mọi dạng sống đều tuyệt chủng. Khi mà khí hydro cạn kiệt dần ở lõi, mặt trời sẽ dần biến thành một sao khổng lồ đỏ trong 5 tỷ năm nữa. Trong vòng 7 tỷ năm nữa, trái đất sẽ không còn không gian hay đất liền nữa, bởi bề mặt của nó đã biến thành một biển nham thạch với nhiệt độ đạt 2130 độ C. Tuy nhiên, ở thời điểm này, mặt trăng Titan của sao Thổ có thể có nhiệt độ bề mặt phù hợp cho sự sống tồn tại. Kết cục nhiều khả năng xảy ra nhất là trái đất sẽ bị mặt trời nuốt chửng vào khoảng 7,5 tỷ năm tới, khi nó đã trở thành một sao khổng lồ đỏ và nở rộng ra tới quỹ đạo trái đất. Lúc này, sao Kim, sao Thủy, trái đất và sao Hỏa đều bị phá hủy hoàn toàn. 7,6 tỷ năm là thời gian biến mặt trời thành một sao lùn trắng, hoặc nếu còn tồn tại, nhiệt độ trên bề mặt trái đất cũng như các hành tinh còn lại trong hệ mặt trời sẽ giảm nhanh chóng, do sao lùn trắng này tỏa ra ít năng lượng hơn nhiều so với ngày nay. Theo ước tính, phần lõi còn sót lại của cái từng là mặt trời sẽ tiếp tục chiếu sáng trong khoảng 100 triệu tỷ năm nữa trước khi nó nguội đi và trở thành sao lùn đen. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa của sao trong tương lai xa xôi phụ thuộc vào nhiều vấn đề vật lý mà ngày nay chúng ta chưa hiểu rõ, như bản chất của vật chất tối hay hiện tượng phân rã photon, cho nên thời gian cần thiết để một sao lùn trắng trở thành sao lùn đen hiện vẫn chưa được thống nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.